Thị trấn Yến Lạc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Na Dì. Phía bắc giáp xã Cường Lợi và xã Văn Vũ. Phía nam giáp xã Sơn Thành. Phía đông giáp xã Kim Lư. Phía tây giáp xã Văn Làng. Nằm trên quốc lộ 3B, thị trấn Yến Lạc có vị trí chiến lược quan trọng về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được đẩy mạnh và quan tâm. Đặc biệt là hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Dịp hè năm 2023, thực hiện kế hoạch số 152 ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Na Dì về việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2023. Ban chỉ đạo hoạt động hè thị trấn đã ban hành kế hoạch hoạt động hè cho thiếu nhi thị trấn năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục, quản lý thanh thiếu nhi, tuyên truyền đến các em thiếu nhi các kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em, phòng chống đuối nước, phòng chống các tệ nạn xã hội. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, thị trấn Yến Lạc đã ban hành kế hoạch số 92 về việc tổ chức liên hoan thi vũ điệu tuổi hồng năm 2023 trên địa bàn thị trấn với 17 đội thi tham gia, tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích, định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Liên hoan đã thu hút được đông đảo toàn thể các em thiếu nhi, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tham gia. Sự chung tay vào cuộc của chi ủy, chi bộ, các thôn tổ nhân dân và các bậc phụ huynh. Qua đó đã tìm kiếm được các đội thi đạt thành tích tốt nhất, các cá nhân xuất sắc để thành lập đội tuyển tham gia liên hoan vũ điệu tuổi hồng huyện Na Dì năm 2023. Hoạt động hè năm 2023, bản thân em là đảng viên thanh niên của thị trấn, được sự chỉ bảo giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trên thôn tổ và các anh chị đoàn viên thanh niên, thì bản thân em đã cố gắng hỗ trợ giúp các em trên thiếu nhi trên thôn tổ về các công tác hoạt động hè và các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Trong quá trình thôn tổ, chúng em đã tham gia chương trình vũ điệu tuổi hồng do thị trấn Yến Lạc phát động, đã đạt được thành tích, đạt được giải nhất, được không khí vui tươi, phấn khởi và tham gia các hoạt động chương trình của huyện tổ chức. Đơn vị thị trấn đã cùng nhau nỗ lực không ngừng phấn đấu, cố gắng và tham gia với tinh thần giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng cho bản thân và cùng nhau giành được chiến thắng. Liên hoan thi vũ điệu tuổi hồng huyện Na Dì năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 2023. Để đạt được kết quả tốt nhất trong liên hoan thi lần này, cùng với các xã khác trong địa bàn huyện Na Dì, thị trấn Yến Lạc đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tổ chức tập luyện cho hội thi. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng tham gia liên hoan thi với tinh thần hợp sức, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, chiến thắng. Để tham gia cuộc thi vũ điệu tuổi hồng thì chúng em thấy rất hồi hộp và lo lắng, nhưng chúng em sẽ quyết tâm tập luyện thật nhiều để đạt được thành tích cao trong cuộc thi lần này. Từ muôn nơi cùng về đây, được chung sức cống hiến cho ngày mai, vì hạnh phúc, vì no ấm, ở đâu khó sẽ có thanh niên. Đường dài chông gai gian nan phía trước, là đoàn viên xin nắm chắc tay thề.